Ngày 9 tháng 10, Hungary thông báo đã tổ chức hai chuyến bay sơ tán 215 công dân từ Israel và tất cả những người này đã hạ cánh an toàn tại Budapest. Chia sẻ trên trang Facebook, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết các chuyến bay được thực hiện trong đêm nhờ sự hỗ trợ của giới chức các nước Israel, Cyprus, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania cấp phép nhanh cho các chuyến bay. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẽ cử máy bay quân sự sơ tán công dân khỏi Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan đã cử hai máy bay C-130 Hercules để sơ tán khoảng 200 người Ba Lan khỏi sân bay Ben Gurion. Ngoài ra, nhà chức trách Thái Lan cũng đang phối hợp với nhiều bên và khẩn trương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và sơ tán công dân nước này tại Israel, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Pattarachok cho biết, trong ngày 8 tháng 10, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumthom Wichayachai đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình mới nhất ở Israel. Cùng ngày, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan Phanfati Phattanakul đã tổ chức họp khẩn với các chỉ huy cấp cao trong lực lượng để chuẩn bị sơ tán các công nhân Thái Lan mắc kẹt ở Israel. Kết thúc cuộc họp, người đứng đầu Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan đã ra lệnh đặt 5 máy bay vận tải quân sự C-130 và một máy bay chở khách Airbus 340 ở chế độ chờ để sơ tán công nhân Thái Lan sau khi Israel mở không phận. Liên quan đến xung đột đang leo thang giữa Israel và Hamas, ngày 9 tháng 10, quân đội Israel cho biết đã tấn công 500 địa điểm do phong trào Hồi giáo Hamas và nhánh Hồi giáo Jihad kiểm soát trên dải Gaza. Theo đó, các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có nhà ở và cơ sở chỉ huy của các thành viên cấp cao của Hamas.